Mình chào cả nhà đến với kênh YouTube Nông Cơ Đăng Hà nha. Hôm nay Nông Cơ Đăng Hà giới thiệu cho một con cua ta lơ 3001 DT nha. Với một con xe này còn chắc khoảng 75-80% nha cả nhà, nhưng mà mình bán với giá rất rẻ nha, cho anh em ai mua về để khởi nghiệp nha. Có thể thời xài một thời gian sau anh em thích thì mình đấu đầu nha. Máy móc thì vẫn còn tạm ổn nha, hơi hãm một con chất lượng đó, nhưng mà giá thành thì là rẻ bằng nửa so với giá bình thường thôi nha. Đây mình sẽ quay sơ bộ một con bên ngoài nữa nha. Video này thì mình có clip tét máy luôn nha, giá chỉ vài chục triệu thôi nha cả nhà. Con xe này hồi trước còn rất là đẹp, nhưng mà có một anh khách đồng bao nhờ mình dọn lại cho nó mới lên, mà dọn lại thì giao dịch không thành công, nên bây giờ mình có được trang áo mới nha. Nhưng mà lóc máy thì mẫu phụ kiện là đang còn nguyên rin nguyên bản nha, chưa chỉnh chu sửa chữa gì nhiều cả. Về lốp trước của em đây là chạy 86 nha cả nhà. Lốp thì rin bài theo xe thì hơi rém nứt, nhưng mà tiền nào thì của đó nha cả nhà. Cặp lốp sau thì gai lì 12428 nha cả nhà. 12428. Lốp gai lì rin theo xe nha, lốp BS. Còn rất là chắc chắn. Về số đồ em này thì được sơn con rất là đẹp nha. Về số giờ của em này là chạy được 1498 giờ nha. Em giá cực kỳ rẻ cho anh em lựa chọn nha. Chạy xe này câu đuôi là báo cho cả nhà rò rỉ nha. Chúng con rất là đẹp, mình chỉ quay rất gần và chi tiết nha, thế cho anh em mình xem nha. Đây là về phần mọt, những mọt như nha. Đây, con rất là chắc chắn nha, chưa xoạc chưa lộ gì hết nha. Bên vòng thì bên này bên mình sẽ bảo cho anh em chắc chắn con chất lượng, con kéo cay tục nha, không rò rỉ nha. Bây gần một chi tiết luôn nhé. Đây là có cái mở gắn nhưng mà đã mở ra nên có dấu vậy nha cả nhà. Rồi đây là phần của đẹp máy nha anh em. Máy rất là ghê nha. Một em cua ta lơ 3001 BT hai cầu nha. Mọi thứ đều hoạt động bình thường hết nha. Cái cửa hàng mình bán ra với giá là 65 triệu nha cả nhà.
35 triệu cho anh em lựa chọn về khởi nghiệp nhá. Anh em nhìn kỹ vào vẻ bên ngoài rất là sạch sẽ đây, bóng mượt mượt nha. Tàu đuôi là mình báo rò rỉ nha. Cầu nuôi không rò rỉ, máy móc số mã đều ok cả nhá. Mình bán giá mềm cho anh em ai mua về khởi nghiệp nhá. Giá 65 triệu cho một em Uvatar L3001 xe hai cầu. Mình soi chi tiết vào bên trong cho anh em xem nhé. Mình số mã câu đuôi là mình báo cho cả nhà hết nhé. Thôi thời lượng cũng khá dài rồi, động cơ đang hà, chúc cả nhà có nhiều sức khỏe nha, hẹn cả nhà lại trong những video tiếp theo nha.